chào các bạn các bạn đang đến với chương trình tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần các bạn thân mến hôm nay chúng ta tìm hiểu về xây dựng đoạn văn về nội dung đoạn văn diễn đạt tương đối chọn một ý và được tạo thành bởi nhiều câu liên kết với nhau về hình thức Chữ đầu đoạn phải thụt vào đầu dòng và viết hoa. Kết thúc đoạn bằng một dấu chấm xuống hàng. Trong loạt bài về xây dựng đoạn văn, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thứ nhất, các loại câu trong đoạn, thứ hai, các yêu cầu của đoạn văn và thứ ba, các yếu tố trong đoạn văn. Hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về các loại câu trong đoạn văn mà thôi. Xếp theo vị trí và chức năng, ta chia câu trong đoạn thành ba loại là câu mở đoạn, các câu thân đoạn, còn gọi là các câu dẫn chứng và câu kết đoạn. Ví dụ, hãy luôn vui vẻ khi buồn phiền và bi quan ta cảm thấy mình yếu đuối và mong manh lúc đó ta rất dễ làm mồi cho thất vọng cám dỗ và buông xuôi bởi thế hãy luôn vui vẻ cho dù số phận không mỉm cười với ta đoạn trên có bốn câu câu thứ nhất là câu mở đoạn hai câu giữa là câu thân đoạn câu cuối là câu kết đoạn câu chủ đề xét theo ý nghĩa ta chia câu trong đoạn thành hai loại là câu diễn ý chính và câu diễn ý phụ đoạn thường chỉ có một câu diễn ý chính gọi là câu chủ đề còn gọi là câu chốt các câu còn lại phải làm sáng tỏ chủ đề của đoạn văn đó là các câu dẫn chứng ví dụ chúa yêu thương ta nhiều lắm sau mùa đông lạnh giá ngài vẫn gửi hoa tươi cho ta khi mùa xuân đến sau đêm dài tăm tối ngài vẫn cho mặt trời mọc lúc bình minh sau khi ta mắc cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh ngài vẫn cho ta phục hồi sức khỏe mỗi lần ta nói điều gì ngài vẫn có đó để lắng nghe ta ngài có thể ở khắp mọi nơi nhưng ngài lại muốn ở trong trái tim ta câu thứ nhất của đoạn văn trên là câu chủ đề nó được đặt ở đầu đoạn nêu ý chính của đoạn là chúa yêu thương ta nhiều lắm năm câu còn lại là các câu dẫn chứng làm sáng tỏ chủ đề của đoạn văn chúng ta lưu ý câu chủ đề có thể đặt ở đầu đoạn giữa đoạn hay cuối đoạn có khi câu chủ đề ẩn mình mà chỉ được người viết và người đọc hiểu ngầm đoạn văn sau đây có câu chủ đề nằm ở giữa đoạn con người thích vui vẻ nên ma quỷ đem sự vui vẻ đến cám dỗ karaoke là nơi vui vẻ nhậu nhẹt là nơi vui vẻ đánh bạc là nơi vui vẻ cho nên ta cần phải tiết chế tiết chế là điều chỉnh cuộc sống của mình cho quân bình giữa học hành và giải trí giữa làm việc và nghỉ ngơi giữa hoạt động và cầu nguyện câu chủ đề nằm ở giữa đoạn đó là câu cho nên chúng ta cần phải tiết chế đoạn văn sau đây có câu chủ đề nằm ở cuối đoạn vì bài bạc nên phải nghèo khổ vì trộm cắp nên phải ngồi tù lập gia đình mà không chuẩn bị thì gia đình phải tan nát tin bói toán thì đừng kêu ca mất ăn mất ngủ rượu chè quá độ thì sơ gan là chuyện đương nhiên thế nên gieo nhân nào thì gặp quả nấy câu chủ đề nằm ở cuối đoạn gieo nhân nào thì gặt quả nấy chúng ta lưu ý câu chủ đề nên đặt ở đầu đoạn là thích hợp nhất vì ở vị trí này nó vừa giúp người viết diễn đạt ý tưởng một cách dễ dàng vừa giúp người đọc tiếp thu nhanh chóng nội dung đoạn văn ngoài câu chủ đề còn có các từ ngữ chủ đề. Từ ngữ chủ đề là những từ ngữ tạo nên sự thống nhất trong chủ đề của đoạn văn. Ví dụ, mưa đã ngớt, trời rạng dần, mấy con chim trào màu từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. Mưa tạnh, phía đông một mảng mảng trời trong vắt, mặt trời ló ra trói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh từ ngữ chủ đề trong đoạn văn trên là mưa ngớt trời tạnh đoạn này có câu chủ đề hiểu ngầm đó là sau cơn mưa trời lại sáng thứ ba liên kết chủ đề Liên kết chủ đề là sự mạch lạc nhất quán trong ý nghĩa của câu chủ đề và ý nghĩa của các câu còn lại trong đoạn văn. Ví dụ: Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến, bầu trời càng thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ, vườn cây lại đâm chồi nảy lộc, rồi vườn cây ra hoa hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua. Rồi vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhậu, những chú khứu lắm điều, những anh chào màu đỏ sáng, những bác cô gái trầm ngâm. Đoạn văn trên có 13 câu. Câu thứ nhất là câu chủ đề đặt ở đầu đoạn. Nêu ý chính của đoạn là mùa xuân đến. Ở 12 câu còn lại phát triển chủ đề mùa xuân đến bằng cách nói về trời xuân, nắng xuân, vườn xuân với những loài hoa và loài chim. Như vậy, các câu còn lại đều hướng về câu chủ đề làm rõ ý chính của đoạn. Ta nói rằng đoạn có liên kết chủ đề các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu các loại câu trong đoạn sau đây chúng ta bước sang phần thực hành trong phần thực hành hôm nay chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau đoạn thứ nhất con người có thể thay đổi số phận một gia đình nghèo xác sơ người cha chết sớm hai anh em phải chịu cảnh nhà không nắp khi đứa em lên tám người mẹ lại qua đời vì lao phổi trong đau khổ đứa em nhất quyết học hành trở thành bác sĩ đền bù cho sự bất lực của cậu đã không thể cứu sống mẹ ngược lại người anh vì hận đời đã gây án giết người phải chung thân khổ sai. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu chủ đề nằm ngay đầu đoạn. Con người có thể thay đổi số phận. Bốn câu còn lại là các câu dẫn chứng. Đoạn văn thứ hai. Nếu con người chỉ là một robot thì những sai trái có thể chút lên vai đấng tạo hóa. Nhưng con người không phải là robot Mà là một sinh vật có tự do Tự do có thể đưa đến lạm dụng Người được ăn mọi thứ cây trong vườn Nhưng cây giữa vườn thì không được ăn Nếu ăn, người sẽ phải chết Thiên Chúa cảnh báo nhưng không cưỡng ép Con người tự nhận tự do từ Thiên Chúa Nhưng lại xé bỏ cuốn cẩm nang chỉ cách sử dụng nên mới có đau khổ. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn. Con người lãnh nhận tự do từ Thiên Chúa nhưng lại xé bỏ cuốn cầm nang chỉ cách sử dụng nên mới có đau khổ. Các câu trước đó đều hướng về câu chủ đề làm rõ ý chính của đoạn ta nói đoạn có liên kết chủ đề sang đoạn thứ ba sống trên đời đừng sợ tiếng chê cũng đừng mộ lời khen trần gian có hoa thơm thì cũng có gai nhọn người tôi gặp có thể là bạn hiền mà cũng có thể là trộm cướp cuộc đời có niềm vui thì cũng không thiếu nỗi buồn con người có ưu điểm nhưng cũng đầy rẫy khuyết điểm đoạn văn trên có năm câu câu chủ đề nằm ở đầu đoạn sống trên đời đừng sợ tiếng chê cũng đừng mộ lời khen bốn câu sau là các câu dẫn chứng chúng ta bước sang đoạn thứ năm thứ tư bao thiếu nữ đã đánh mất sự ngây thơ trong trắng chỉ vì ham vui bao thanh niên đã bỏ phí tương lai trong hối tiếc cũng chỉ vì ham vui bao kẻ nghiện ngập thân tàn ma dại chỉ vì ham vui mà ra thế nên ta phải tiết chế trong ham muốn và chừng mực trong thú vui. Tiết chế và chừng mực để bản thân ngày càng thăng tiến. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu chủ đề nằm ở giữa đoạn, đó là câu Thế nên ta phải tiết chế trong ham muốn và chừng mực trong thú vui. Các câu trước và câu sau nó đều hướng về câu chủ đề làm rõ ý chính của đoạn ta nói rằng đoạn có liên kết chủ đề và cuối cùng là đoạn thứ năm vui vẻ dễ khiến người ta bừa bãi đắc ý dễ khiến người ta trơ trẽn giàu có dễ khiến người ta phóng túng thành công dễ khiến người ta kiêu ngạo cho nên Người khôn ngoan sẽ biết chừng mực và khiêm tốn. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn. Cho nên, người khôn ngoan sẽ biết chừng mực và khiêm tốn. Các câu trước nó đều hướng về câu chủ đề làm rõ ý chính của đoạn. Ta nói rằng đoạn có liên kết chủ đề. Các bạn thân mến, Trước khi tạm biệt, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui có tựa đề là Đọc Báo. Một ông tuổi trung niên có thói quen đọc báo trong lúc nhâm nhi ly, ly cà phê buổi sáng. Bỗng một hôm, không thấy ông đọc báo nữa. Bạn bè thắc mắc hỏi, tại sao hôm nay ông không đọc báo nữa? Ông giải thích, khi báo nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi không hút thuốc nữa. Khi báo nói uống rượu có hại cho sức khỏe, tôi không uống rượu nữa. Khi báo nói thức khuya đánh bạc có hại cho sức khỏe, tôi không đánh bạc nữa. Còn khi báo nói mê phim sex có hại cho sức khỏe, tôi không đọc Báo nữa các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về các loại câu trong đoạn tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của đoạn văn Mến chào tạm biệt các bạn